Rồi alo, hôm nay Hùng đồng ý chào anh em nha. Bữa nay ngày 24 tháng 11 nha. Đó, nay em quay cho anh em xem về bộ túi chéo ha. Trước tiên em quay cho anh em xem đây. Bộ này là túi chéo vải caro nha anh em. Cái màu trên điện thoại em quay thì nó hơi nhạt chút xíu nha, nhưng mà ở ngoài nó rất là xanh xanh lè luôn nha. Đây là chất vải của nó là vải caro, satin caro nha. Đó, con này size nhỏ cho anh em nha, mấy bữa giờ hết hàng size nhỏ nay mới dời lại nha. Con này size small short, anh em mà khoảng 60 kg đổ lại là mặc là được hết luôn nha. Đó, có size đầy đủ cho anh em nha, bao nhiêu ký cũng có nha. Đây là con kaki nha anh em, kaki trơn. Còn bên đây caro, caro mới có size nhỏ cho anh em nha. Còn kaki thì em chỉ có một bộ thôi nha. Đó, còn bên đây là con bodlin nha, chất vải giống M65, con bodlin. Đó, chất vải bodlin nha, túi xéo hết, tất cả đều túi xéo hết đó nha. Con này thì nút về nút lòi nha, phi nút lòi túi xéo đó. Bên đây là em đây hai con M65 áo phát của M65, con này thì sa mạc, còn con dưới là rằn ri đó, rằn ri biệt kích dù. Tất cả đều tem mác mới 100% hết nha anh em. Còn đây đồ ở đây M65 em vẫn có nha. Đây con này là M65, con này 1967 nha, M65 phá nhôm 1967. Còn con bên đây là con M51 nó size M51 quá đẹp luôn. M51 là anh em là xem là ok chuẩn đét luôn. Đây đây là con, đây là em cho mà con mannequin mặc thử nha. Đó, đây là size nhỏ là small đó, anh em nào nhỏ nhỏ con thì mặc vẫn được hết rồi. Ok, em xin chào anh em ha. Đó, anh em cứ cần chi tiết gì cứ liên hệ em, đồ nào bộ nào thì báo em ha. Số điện thoại của em là 0933235211, em có ghim số điện thoại trên màn hình luôn nha anh em. Anh em cứ vô màn hình mở phóng to ra là em thấy số điện thoại em ha, hoặc là vô tiểu sử á đó, em có ghim số điện thoại hết. Đó, cứ gặp kết bạn Zalo cho em đó, cứ cần gì kết bạn Zalo cho em ha. Còn đâu thì ok đó. Đây đồ thì có da quần bộ này size nhỏ nha, simon dây rút đầy đủ nha, ống quần có dây rút đồ. Đó, 6 túi hết nha, đồ 6 túi. Đây có dây rút nè, 6 túi, ngoài sau hai túi nhỏ luôn. Ừ, 6 túi, áo thì 4 túi, tay thì có bo đồ hết, bo ghim nút đồ, bo đồ ngon lành hết nè. Đó, chất vải thì chất vải caro, hoặc caro. Tem mác thì đầy đủ, size là size nhỏ cho anh em luôn. Đó, tem mác đầy đủ nha. Con taro dùng khi dùng dây kéo nha. Đây dây kéo đồng Simon Decura luôn đó, xài Simon Decura dây cá đồng. Dây kéo này cũng có chữ USA sau nha. Còn đây là con kaki, mấy con thiết kế cũng như nhau thôi, kaki. Con này là bên đây thì là botlin. Botlin dây rút dây ống luôn rất là ngon luôn. Thiết kế của mấy cái con bodlin này rất là đẹp nha. Đó, chắc phải bodlin màu xanh rất đẹp luôn, xanh ma cổ úa nha anh em, xanh này xanh cổ úa bodlin. Nó thiết kế mặc anh em mặc đông mặc ấm luôn, rất là ok luôn nha. Tem mác còn có đầy đủ hết nha anh em. Đó, rồi ok, Hùng đồng ý chào anh em ha. Rồi.